Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Quang Như sẽ trình bày bản tin về Pháp hội Vô Lượng Thọ năm 2021 được tổ chức tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, từ khi thành đạo, Đức Bổn Sư Thích Ca đã chỉ cho nhân loại hướng giải thoát bằng con đường Bát Chánh Đạo Vi Diệu. Lộ trình đó bắt đầu từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và chánh tuệ. Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc noi gương từ Phụ Thích Ca luôn tập sống với tuệ tri của đấng giác ngộ, luôn hiểu rõ nỗi khổ trong sanh tử luân hồi, luôn thắp cao ngọn đuốc trí tuệ hướng dẫn cho mọi người. Vì thế tại Bồ Đề Phật Quốc hiện nay đang tổ chức Pháp hội Vô Lượng Thọ từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021 để giúp cho tất cả chúng ta có một môi trường thích hợp trong việc học và hành Pháp, ứng dụng Phật Pháp vào đời sống hàng ngày nhằm đạt được sự an lạc hiện đời và mai sau vãng sanh về cõi tịnh độ. Trong ngày đầu tiên của Pháp hội Vô Lượng Thọ, thứ năm 23 tháng 12 vào đúng 10 giờ sáng, tất cả Phật tử đã tề tụ đông đủ ngay tại chánh điện để cung đón chư tăng ni cùng tiến hành nghi lễ khai đàn. Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm, dưới sự hướng dẫn của chư tăng ni, Phật tử đã tụng bảy biến thần chú Đại Bi và tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật. Sau đó, Thượng tọa Thích Huyền Châu ban phát một thời thuyết pháp với đề tài Cái chết diễn ra thế nào? Theo lời của giảng sư thì chết là một sự thật chắc chắn mà con người phải đối diện và cần biết chuẩn bị như thế nào cho phù hợp. Mạng sống con người là một tiến trình sinh diệt từ lâu xa trong nhiều đời nhiều kiếp và tuần tự trải qua bốn trình tự đáng kể là hiện hữu, tử hữu, trung hữu và sinh hữu. Sắc thái của hiện hữu là trạng thái hiện thời chúng sinh tồn tại nơi thân mạng. Cũng gọi tên hiện hữu tồn tại, sự sống đang diễn tiến bình thường nhưng cái chết đột nhiên xảy đến, hoặc là chết từ từ, đó là biểu hiện của tử hữu. Cái trung gian thể hiện giữa biến dần từ hiện hữu qua hậu hữu được gọi là trung hữu. Từ nơi này, thân trung hữu tìm kiếm một đời sống mới cho mai sau thì gọi là sinh hữu, với năm yếu tố đã tác thành thân mạng này gồm có địa, thủy, hỏa, phong và không. Năm thành phần này cũng hợp nhau vận hành bởi tư tưởng và ý thức, tạo nên một khối ngũ uẩn của hiện hữu đang tồn tại. Chết là hiện tượng tan rã của năm giai đoạn kể trên mà ai ai cũng đều có thể nhận biết từ phần thô thiển bên ngoài cho đến cả các vi tế nội tại. Chết là khi mà phong đại hoàn toàn chấm dứt và các năng lượng tái tạo không dịch chuyển được nữa. Diễn tiến của sự tan rã đi từ cấu trúc thân thể đến ý thức có trình tự và bắt đầu từ địa đại với nhĩ căn không còn thể nhận biết âm thanh nào hơn ngoại trừ thứ âm thanh họ mong đợi mà thôi. Nhãn căn thì suy kiệt, mờ yếu, chẳng còn phân biệt ghi nhận gì được. Các giác quan khác cũng mất dần cảm xúc không hơn kém. Thân thể như đang bị một ngọn núi đè nặng, từ từ chìm xuống. Lúc này thủy đại sẽ dâng lên khiến thân thể biến chuyển màu sắc, mặt hóp lại, mũi bị cong đi, phần miệng lại méo đi hoặc lưỡi phải đưa ra ngoài, vân vân. Tất cả đều do các nghiệp đã tạo ra trước đây mà lúc này biểu hiện trong giây phút cuối giờ lâm tử. Địa đại dần dần tan vào trong thủy đại khiến tâm thức chao đảo, hoang mang tột cùng, trạng thái mê sản, hoảng hốt cũng hiện ra. Dòng thủy đại từ chỗ này cũng tan trong hỏa đại khiến các chất lỏng trong thân chẳng thể nào kiểm soát gì được nữa. Toàn thể hệ thống nơi thân thể như một dòng nước tuôn tràn tự động tháo chảy, tạo thành một mùi hôi thối xú uế,
hết sức khó chịu của một loại tử khí đang dâng lên. Đây là giai đoạn cận kề của cái chết, nên thân thể biến dạng co rút nhiều hơn nữa. Sau trạng thái này thì thân nhiệt suy giảm, khiến tâm trí khó chịu nóng nảy, dễ sinh tâm sân hận và chi phối đến thức tái sanh. Bây giờ hỏa đại xâm chiếm ưu thế, đưa tâm thức bay bổng ra ngoài, thoát ra cảnh bị chìm sâu trong đại dương do thủy đại nhận chìm trước đó không lâu. Giờ đây tâm thức như đang mờ ảo lơ lửng trên mây, không khác một ngọn lửa chảy cao bốc thành khói tan vào không trung. Trạng thái này hỏa đại chuyển dần qua không đại, thân thể người chết thật khô héo, rất cần nước, kiệt lực trong từng hơi thở, đến độ làn nhiệt tỏa ra từ trên nơi đỉnh đầu một sức nóng của làn khói. Hệ thống tiêu hóa của cơ thể ngừng hoạt động, tâm tư rơi trong khoảng không giữa mơ hồ và sáng suốt. Sức mạnh của tưởng uẩn đã tan rã, dần khiến cho tư duy không còn, vì hơi nóng đã nguội lạnh. Tuy ngay giờ phút này cái chết chưa hẳn kết thúc, nhưng thân mạng rất hồ đồ, tiêu tan ngũ uẩn, thân giả hộp đi vào phân tán, hơi thở yếu dần và tắt đi. Trong tâm tư đó, ta đi tìm ánh sáng để nương nhờ sự giúp đỡ. Chúng ta đang chuyển sang phong đại, hơi thở khó khăn tại điểm yết hầu, thức đại sẽ ngưng lại ngay tim. Nguyên khí không còn dịch chuyển vì gió nay đã ngưng. Tâm thức càng hoang mang, ảo giác xuất hiện do các hành nghiệp từ hiện hữu sẽ quay ra tác động, dẫn dắt cuộc tái sinh do bởi năng lực tiềm phục sâu xa này. Chúng sanh lúc này dễ đi vào địa ngục khiếu oán do thức tái sinh vô ký dẫn đưa, cũng vì tâm thức khủng hoảng mà tìm vào chỗ tâm tối. Do vậy nên người học tu cần hiểu các hiện tượng tan rã này xảy ra như thế nào, chiêm nghiệm và hành trì tu tập cho tự thân, hãy tránh xa nghiệp phỉ báng người tu tập và các nghiệp ác khẩu. Người biết thường xuyên tu tập mới tìm được sự an trú trong những giây phút cuối này. Lại biết an trú nơi mình, thường ngày tu tập thì lúc lâm chung mới mong giữ được tâm thức không dịch chuyển. Hãy bước dần từ niềm tin, nơi tín ngưỡng mà đi đến giác ngộ, rồi dần dần chứng đạt và tác chứng sẽ hiển lộ rõ bày. Kính thưa quý vị, Pháp hội Vô Lượng Thọ tại Bồ Đề Phật Quốc còn tiếp tục từ nay cho đến hết ngày 26 với các chương trình chi tiết như sau. Thứ Sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021, đúng 10 giờ sáng, Chư Tăng Ni hướng dẫn tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật và niệm Phật kinh hành. 11 giờ 30 phút sáng, Thượng Tọa Viện Chủ sẽ thuyết pháp với đề tài Sáu Thân Trung Ấm. Thứ Bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021, đúng 10 giờ sáng, Chư Tăng Ni hướng dẫn tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật và niệm Phật kinh hành. 11 giờ 30 phút sáng, Thượng Tọa Viện Chủ sẽ thuyết pháp với đề tài Bảy Duyên Lành Vãng Sanh Cực Lạc. Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021, đúng 8 giờ 30 phút sáng, Chư Tăng truyền giới Bát Quan Trai và hướng dẫn các giới tử lại hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm. 10 giờ sáng, Chư Tăng Ni hướng dẫn tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật và niệm Phật kinh hành. 11 giờ 30 phút sáng, Thượng Tọa Viện Chủ sẽ thuyết pháp với đề tài thuật di chuyển tâm thức tái sanh tịnh độ. Trong Pháp hội Vô Lượng Thọ, các thời thuyết pháp sẽ cho chúng ta những kiến thức thật cần thiết, giúp chúng ta có thêm chánh kiến, thắp lên ánh sáng trí tuệ cho tự thân. Nhờ vậy mà công đức của chúng ta cũng được tăng trưởng. Những giờ phút lắng nghe giáo lý Phật Đà là chìa khóa vàng giúp chúng ta khai mở tâm thức, có khả năng chuyển hóa khổ đau để tìm đến an lạc. Vì thế, là người con Phật, bất luận lúc nào, nếu có pháp hội thì nên đến để lắng nghe chánh pháp. Người tu học Phật Pháp, nguyện vãng sanh không thể bỏ qua những đề tài thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Huyền Châu. Đây là duyên thù thắng giúp chúng ta bước vững trên lộ trình giải thoát, sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Kính thưa quý khán thính giả, trong 4 ngày tu tập Pháp hội Vô Lượng Thọ tại Bồ Đề Phật Quốc thật vô cùng quý báu và sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc cho chúng ta và gia đình. Do vậy, quý vị hãy tự tạo thắng duyên cho mình về đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc tham gia Pháp hội Vô Lượng Thọ năm 2021
Mọi thắc mắc về chương trình tu học, kính mời quý vị hãy đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703 hoặc liên lạc với Thượng tọa Thích Quyền Châu ở số phone 714-328-6087. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.